Trên tay mình là một mua VIP của Taiwan. Thì đây các bạn thấy không, rất là thời trang, rất là thời trang luôn, rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ test thử để coi sau một của nó, để coi cái âm thanh nó như thế nào ha. Đây là Ligatia. Ligatia này mình cũng chẳng biết nó bằng chất liệu gì nữa, nhưng mà rất là độc lạ và mình thử thì nó rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ test test nguyên cái combo nó, coi nó ra âm thanh như thế nào. Dâm mình test bass này là Rigotti số 3 kèm Donet. Nó không quá chép và nó cũng không quá bass,
cái tiếng nó cứ nó nghe nó vừa và nó cảm giác giống kiểu như là nhẹ nhàng á. Thì cái sau khi mình thổi nãy giờ thì mình cảm thấy nó là nó rất là nhạy, khi các bạn thổi từng nốt á nghe nó rất là rõ ràng và nó không bị mất nốt, bởi vì cái độ hơi của nó vô nó vừa tầm. Đó là những gì mình cảm nhận, và âm thanh của nó có thể nói là như các bạn nghe đó, rất là dễ thương, hợp với nhạc trữ tình. Và đặc biệt nha, mình cảm thấy nó rất là hợp với jazz đó. Nếu các bạn nào đồ jazz mà standard đó, thì các bạn có thể lấy con viết này sử dụng được đấy. Tạm biệt các bạn nha.